kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã lựa chọn theo dõi chương trình thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 4 sẽ có những nội dung đáng chú ý. Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 3 với các địa phương. Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Lào. Hàn Quốc công bố chỉ tiêu tiếp nhận lao động nước ngoài. Thưa quý vị, sáng qua nhân chuyến công tác tại các tỉnh Nam Lào, đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Quảng Nam do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bắc Xế, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Cùng đi có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Biên phòng, Quân sự, các sở Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Ngoại vụ. Thông tin đến Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bắc Xế, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cho biết thời gian qua, dù tỉnh gặp nhiều khó khăn, song vẫn thực hiện tốt các hoạt động kết nghĩa với tỉnh Sê-công. Công tác quốc phòng, an ninh khu vực biên giới được đảm bảo, không để xảy ra điểm nóng phức tạp. Việc hỗ trợ lưu học sinh chăm ba sát học tập tại Quảng Nam được duy trì. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng gửi lời cảm ơn đến Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bắc Xế đã hỗ trợ tạo điều kiện để Quảng Nam thực hiện tốt quan hệ kết nghĩa hợp tác toàn diện với tỉnh Sê-công và hợp tác về thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa và giáo dục với tỉnh Champasak. Dịp này, đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Quảng Nam gửi lời chúc mừng tốt đẹp và tặng phần quà cho Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bắc Xế nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi Mai Lào 2024. Thưa quý vị, tiếp nối các hoạt động của đoàn cán bộ lãnh đạo cấp cao tỉnh Quảng Nam tại tỉnh Sê-công, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều ngày 2 tháng 4, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Thái Bình đến thăm chúc Tết cổ truyền Bun Pi Mai 2024, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Sê-công. Theo đó, các lãnh đạo tỉnh đến thăm nhà các đồng chí Khăm Khởi Búc Đa Viên, nguyên Bí thư tỉnh trưởng, Khăm Phim Bua Lạ Pha, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chăm Hởm Ma Hà Xây, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Sida Sù Văn Nà Nải, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Tỉnh trưởng. Tại nhà các đồng chí này, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn gia đình, đồng thời trò chuyện, thăm hỏi về quá trình công tác tại Sê-công và điểm lại những dấu ấn trong mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết tặng các phần quà nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi Mai 2024 đến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Sê-công. Chiều qua, Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh quý 1 năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp. Tham dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Theo báo cáo tại cuộc họp trong quý, bối cảnh tình hình kinh tế xã hội tỉnh nhà tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP quý 1 năm 2024 giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2023. Mức tăng trưởng âm này có phần cải thiện hơn so với các quý trước. Trong quý 1, các cấp các ngành trong khối đã nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động vui xuân đón Tết Giáp Thìn, thực hiện kịp thời hiệu quả công tác bảo đảm an sinh xã hội, tổ chức thăm hỏi, chúc Tết động viên các gia đình chính sách, người có công, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên Đán. Qua đó đã tác động đến niềm tin, tình cảm của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tình hình an ninh trật tự nhìn chung đảm bảo, nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là ý thức chấp hành các quy định về việc không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông của người dân trên địa bàn tỉnh, đã có sự chuyển biến rõ rệt, qua đó số vụ tai nạn liên quan đến bia rượu giảm. Cũng vào chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu và Đại tá Hồ Sau Mân, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh, sơ kết một năm triển khai kế hoạch số 507 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, triển khai thực hiện chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới.
Trong năm qua, Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh đã chủ động tham mưu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cấp ủy chính quyền các địa phương, các cơ quan ban ngành của tỉnh vào cuộc quyết liệt, công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy được đẩy mạnh. Theo đó, công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực, nhất là công tác phòng cháy chữa cháy đối với nhà để ở gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Nhận thức của các cấp chính quyền, hộ gia đình, người dân về công tác phòng cháy chữa cháy đã được nâng lên. Nhiều mô hình gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng cháy chữa cháy được phát huy. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 180 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, 679 điểm chữa cháy công cộng và phong trào nhà tôi có bình chữa cháy được toàn dân tích cực hưởng ứng. Tuy nhiên, trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra 81 vụ cháy, trong đó 46 vụ cháy trong khu vực dân sự, làm 4 người chết, thiệt hại về tài sản ước tính trên 18 tỷ đồng. Toàn tỉnh cũng đã xảy ra 22 vụ sự cố tai nạn, làm chết 23 người. Về thực hiện chỉ thị số 01 CTTTR ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, Quảng Nam thành lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Qua đó, hướng dẫn giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác phòng cháy chữa cháy đối với 75 công trình cơ sở. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu cho rằng đây là hội nghị quan trọng nêu bật những giải pháp, những cách làm hay, trao đổi kinh nghiệm để năm 2024 công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được triển khai tốt hơn nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và của. Dự báo nắng nóng gay gắt sẽ tiếp diễn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu lưu ý các đơn vị địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp một cách hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Sáng qua, Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết chương trình công tác phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2019-2023 và ký kết quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2024-2028. Trong giai đoạn 2019-2023, hai cơ quan đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, chức năng nhiệm vụ của mỗi cơ quan và các nội dung của chương trình phối hợp công tác để triển khai thực hiện đạt kết quả hiệu quả tích cực, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn chính sách pháp luật bằng nhiều hình thức, trong đó coi trọng hình thức đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp và người lao động. Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật, giải quyết đình công, ngừng việc, khiếu nại của người lao động. Tổ chức vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, đạt kết quả tốt, góp phần hỗ trợ bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công, người nghèo, trẻ em, công nhân lao động, cải thiện nhà ở cũng như đời sống vật chất tinh thần. Kết quả phối hợp công tác của hai cơ quan đã góp phần tích cực giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Lao động Thương binh và Xã hội ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2024-2028 với mục tiêu trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động người sử dụng lao động và người lao động nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về lao động công đoàn. Thành ủy Tam Kỳ sáng qua tổ chức hội nghị đánh giá công tác xã hội hóa đầu tư trên địa bàn thành phố. Thực hiện nghị quyết số 269 ngày 4 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố về phân cấp xã hội hóa, thực hiện các dự án xây dựng cơ bản có tổng mức đầu tư dưới 3 tỷ đồng trong 2 năm 2022-2023. Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ đã thống nhất hỗ trợ xã phường thực hiện đầu tư 147 công trình. Trong đó có 51 công trình nâng cấp mở rộng đường giao thông, thực hiện xã hội hóa bồi thường, giải phóng mặt bằng với tổng mức đầu tư 92,17 tỷ đồng. Đã vận động nhân dân hiến gần 30.000 m2 đất. Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ, ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh, xã hội hóa trong công tác đầu tư là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn. Do đó, thành phố sẽ tiếp tục giữ nguyên chủ trương này nhưng thay đổi cách làm để mang lại hiệu quả cao hơn. Từ thành phố đến các địa phương cần khắc phục những khó khăn vướng mắc, thực hiện công tác xã hội hóa mở đường phải lấy dân làm gốc, đảm bảo phương châm để cho dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Sáng qua, huyện ủy Đông Sơn tổ chức hội nghị lần thứ 17 khóa 25 nhằm đánh giá các mặt công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024. Trong quý 1 năm 2024, huyện ủy Đông Sơn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Về công tác xây dựng đảng,
Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và đời sống của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của đảng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển đảng thực hiện đúng quy định. Trong quý 1, toàn huyện đã kết nạp 4 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 1.162 đồng chí. Trên lĩnh vực kinh tế, nông sơn có tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 260 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch năm. Giá trị thương mại dịch vụ đạt hơn 158 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch năm. Thu ngân sách đạt hơn 15 tỷ đồng, đạt hơn 20% kế hoạch. Diện tích gieo trồng vụ đông xuân 2023-2024 là 1.659 ha, đạt hơn 104% kế hoạch. Việc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được triển khai đảm bảo theo kế hoạch. Đến nay, huyện ủy đã thống nhất phương án sắp xếp đơn vị hành chính xã Sơn Viên và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ theo thời gian quy định. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế, đề ra các giải pháp khắc phục và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm quý 2. Sáng cùng ngày tại dinh thờ bà Phương Chào, làng Phúc Khương, Ủy ban Nhân dân xã Đại Cường, huyện Đại Lộc phối hợp với Ban trị sự dinh thờ bà tổ chức lễ chính thức lễ hội bà Phương Chào. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam Nguyễn Công Thanh cùng lãnh đạo huyện Đại Lộc và đông đảo nhân dân địa phương đến dự lễ dân hương vọng bái ân đức bà. Theo truyền thuyết dân gian và gia phả tộc Nguyễn ở phía Mái Châu, bà Phương Chào sinh ngày 25 tháng 2 năm Canh Thân 1800. Khi sinh có điềm lạ, khói trắng che phủ một vùng. Đến năm 17 tuổi, bà bước vào cõi hư vô, nhưng thường hiển linh giúp đỡ dân lành, bốc thuốc cứu người, trừng trị cái ác. Nhờ bà mà sóng vạn ga ở phía Mái Châu, bên dòng Phu Gia trở nên sầm uất hưng thịnh. Tương truyền năm Từ Đức thứ 5, bà qua vùng Trường Giang, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, giúp dân lập chợ làm ăn phát đạt, nên gọi là chợ được. Vào năm Thành Thái thứ 6, bà được sắc phong, trai thuộc Dực Bảo Trung Hưng Trung Đảng Thần. Đến năm Khải Định thứ 4, 1919, triều đình ban sắc gia phong tặng bà Phương Chào là Trang Huy Dực Bảo Trung Hưng Thượng Đảng Thần. Ngày 24 và 25 tháng 2 âm lịch hàng năm, địa phương tổ chức lễ hội bà Phương Chào. Lễ hội năm nay có các hoạt động rước kiệu bà, đua thuyền, lễ tế âm linh, thả hoa đăng trên sông, hô hát bài chòi, múa lân và các trò chơi dân gian khác. Thưa quý vị, hôm qua Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với 63 địa phương nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và tình hình quý 1 của năm 2024. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá năm 2024 đã đi qua quý đầu tiên. Trong bối cảnh tình hình có những diễn biến mới, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực toàn diện, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, quốc phòng an ninh được củng cố tăng cường, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, công tác văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội có những điểm sáng, công tác phòng chống tham nhũng được tăng cường, công tác đối ngoại được đẩy mạnh, kết quả đáng phấn khởi. Cho rằng bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, nước ta vẫn còn những thách thức. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và quý 1 năm 2024, tình hình thực hiện nghị quyết 01, tình hình giải ngân vốn đầu tư công, kết quả thực hiện nghị quyết số 110 năm 2023 của Quốc hội, đặc biệt phân tích tình hình đề xuất các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong tháng 4, trong quý 2 và thời gian tới. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và quý 1 tiếp tục phục hồi tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tăng trưởng GDP quý 1 ước tăng 5,66% so với cùng kỳ, là mức tăng cao nhất của quý 1 kể từ năm 2020 đến nay. Một số địa phương tăng trưởng quý 1 cao như Bắc Giang, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng. Tuy nhiên, sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, thách thức, áp lực lạm phát, tỷ giá là vấn đề cần quan tâm. Thị trường tài chính, tiền tệ, hệ thống ngân hàng còn tiềm ẩn rủi ro. Nhiều dự án cao tốc, đường giao thông trọng điểm, nhất là tại đồng bằng sông Cửu Long và khu vực phía Nam, bị thiếu cát san lấp nền, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn. Sáng qua tại Hà Nội đã diễn ra Hội chợ Việt Nam Expo năm 2024. Sự kiện thu hút sự tham gia của 480 doanh nghiệp đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, hiện diện tại 550 gian hàng, trong đó có 4 khu gian hàng quốc gia nổi bật: Ấn Độ, Hàn Quốc, Liên bang Nga và Trung Quốc.
Điểm chú ý tại Việt Nam Expo năm nay là các hoạt động xúc tiến và triển lãm hướng tới mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng xanh. Các thương hiệu mạnh trong nước song hành cùng các thương hiệu toàn cầu trưng bày các lĩnh vực như điện tử, máy móc, công nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm, công nghệ số và thương mại điện tử. Phần lớn các doanh nghiệp trong đó đã số hóa quy trình sản xuất và điều hành, cũng như đã và từng bước định hình cho các hoạt động nâng cao trách nhiệm xã hội, sản xuất, hướng tới tăng trưởng xanh. Tại Việt Nam Expo năm nay, nổi bật trong số 16 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự là sự hiện diện của 4 khu gian hàng Ấn Độ, Hàn Quốc, Liên bang Nga và Trung Quốc với quy mô lớn, cho thấy sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam trong việc thu hút đầu tư và hợp tác phát triển ngoại thương bền vững. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Ninh cho biết vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 3 tháng 4, tại gương lò XV5140 số 2, phân xưởng đào lò 2, công ty than Thống Nhất, Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam ở thành phố Cẩm Phả đã xảy ra sự cố khiến 4 công nhân tử vong và 7 người khác bị thương. Thông tin ban đầu cho biết vị trí nơi xảy ra sự cố có diện tích là 23 m². Lò đào được chống bằng thép SVP27, bước chống 0,5 m, một vì chống. Lò đã đào được 240 m, trên tổng chiều dài thiết kế là 380 m. Bước đầu xác định nguyên nhân gây sự cố là do cháy khí mê tan. 4 công nhân thiệt mạng được xác định, gồm một người quê ở Quảng Ninh, một người ở Phú Thọ, một người ở Thái Nguyên và một người ở Cao Bằng. Ngoài 4 nạn nhân tử vong, còn có 7 công nhân khác bị thương, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Có mù mịt, không nhìn thấy đèn thì văng ra, cả mũi ngủ văng hết ra. Thì mới chạy qua cái chỗ cửa lò ấy. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã chỉ đạo phân công lãnh đạo tỉnh đến hiện trường, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, các lãnh đạo TKV và công ty than Thống Nhất đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo đội cấp cứu mỏ triển khai công tác cứu hộ. Sau 3 tiếng đồng hồ, công tác tìm kiếm cứu nạn đã kết thúc. Sáng cùng ngày, lãnh đạo địa phương và các cấp công đoàn đã đến thăm hỏi hỗ trợ các công nhân gặp nạn. Thưa quý vị, cổ phục Việt là một trong những nét văn hóa độc đáo và vô cùng quý báu của dân tộc. Bảo tồn cổ phục không chỉ góp phần giữ gìn một di sản cổ xưa mà còn thúc đẩy những giá trị truyền thống cho hiện tại và tương lai. Gần đây, những bộ cổ phục đang được hồi sinh mạnh mẽ. Điều đáng mừng là chính những người trẻ đã góp phần phục dựng lên những bộ trang phục cổ này. Cổ phục Việt là cả một kho tàng với nhiều loại trang phục khác nhau. Mỗi loại trang phục mang đặc điểm riêng biệt, đậm bản sắc của các triều đại phong kiến qua từng thời kỳ. Chẳng hạn như triều Nguyễn thịnh hành loại áo ngũ thân là tiền thân của tà áo dài cách tân mà ta thường thấy ngày nay. Chiếc áo nhất bình này thì có các hoa văn họa tiết chủ đạo là những ổ phượng, tam sơn thủy ba, những cái cột màu cột nước màu nhiều màu sắc. Trên áo nhất bình còn có cổ áo thêu 7 con phượng cùng với những cái hộc hoa lá và những cái sọc kẻ là mối họa tiết rất là đặc trưng ở triều Lê Nguyễn. Với niềm đam mê yêu thích văn hóa truyền thống, Vũ Đức cùng những người bạn của mình đã thành lập nhóm Greek Việt Nam cùng theo đuổi ước mơ tái hiện vẻ đẹp của cổ phục Việt. Sau thời gian tìm tòi, các thành viên trong nhóm nhận ra một số cổ phục Việt lâu nay được phục dựng theo hướng mô phỏng có nhiều sai lệch. Vì thế, Greek Việt Nam bắt đầu con đường phục dựng theo cách riêng của mình. Với những cái tư liệu mà hiện tại còn sót lại thì bọn em tập trung nghiên cứu và thực hành để tạo ra tái hiện lại những chiếc áo dài này, áo giao lĩnh này, rồi áo bào này hoặc áo nhật bình. Thì đấy là những cái áo rất là phổ biến của thời ngày xưa. Ở nước ta, những nghiên cứu về cổ phục còn hạn chế, những tư liệu về trang phục cũng không nhiều, chủ yếu là ở thời nhà Nguyễn. Chính vì vậy, việc phục dựng lại những trang phục cổ sao cho gần nhất, giống với nguyên bản nhất của các bạn trẻ cũng gặp không ít khó khăn. Khó khăn lớn nhất đấy là cái hạn chế trong việc tiếp cận hiện vật. Thường là những bộ trang phục mà đã lâu đời rồi thì thường là tình trạng xuống cấp. Hơn nữa là thường các hiện vật này được lưu trữ tại các viện nghiên cứu hoặc các bảo tàng. Cái việc tiếp cận thì cũng phải được sự giới thiệu hoặc được sự cho phép của các cơ quan quản lý. Greek Việt Nam ngày càng khẳng định tên tuổi và được nhiều người biết đến. Trong tương lai, Greek Việt Nam dự định sẽ tiếp tục góp phần xây dựng dữ liệu về cổ phục Việt ngày càng đầy đặn hơn, lấp đầy những khoảng trống trong nghiên cứu. Qua đó góp phần vào việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và sự phát triển của ngành thời trang đậm đà bản sắc Việt.
Thưa quý vị, nằm ngay cạnh chân cầu Cửa Đại, thành phố Hội An, xưởng tre Tapu Bamboo Workshop của nghệ nhân Võ Tấn Tân thu hút nhiều du khách tìm đến tham quan, trải nghiệm sự độc đáo của các sản phẩm gần gũi với đời sống làng quê Việt được làm từ tre. Gần 20 năm tiếp nối nghề truyền thống của cha ông để lại, nghệ nhân Võ Tấn Tân và những người thợ không ngừng nỗ lực sáng tạo những sản phẩm từ tre, trúc, mang tính ứng dụng cao, thân thiện với môi trường, mà còn góp phần gìn giữ làng nghề khi Hội An tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau. Xưởng tre Tapu Bamboo của anh Tân không chỉ được biết đến là xưởng sản xuất đồ lưu niệm thủ công mỹ nghệ và vật dụng gia đình bằng tre, mà còn là một trong những điểm tham quan thu hút khách du lịch. Du khách mỗi khi tới Hội An đều tìm tới đây để trải nghiệm, tự tay làm những món đồ từ tre mà mình yêu thích để làm quà lưu niệm tặng người thân. Nhiều du khách và nhóm gia đình đến từ nhiều nước châu Âu xa xôi tìm đến xưởng của nghệ nhân Võ Tấn Tân để được trải nghiệm, dạy con trẻ lối sống tích cực, bảo vệ môi trường và xem đây như là trường học không giảng đường. Chúng tôi đến đây để trải nghiệm chế tác sản phẩm từ cây tre, không dễ chút nào, nhưng thật là tuyệt vời. Người thợ ở đây thật tài giỏi, họ tạo ra những sản phẩm rất độc đáo, như chính cuộc sống của người dân nơi đây. Hầu như sản phẩm không chỉ đẹp, sang trọng, mà còn hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi rất vui khi học và làm ra sản phẩm yêu thích từ cây tre của Việt Nam. Hàng ngày, xưởng tre Tapu nhỏ này luôn sáng đèn và âm thanh đục đẽo, làm cho không gian nhỏ ngay rừng giữa bảy mẫu thêm vui vẻ. Ở đây có rất nhiều sản phẩm thú vị, được làm thủ công bằng tre xinh xắn, đến những sản phẩm độc đáo gắn liền với tâm huyết và sự sáng tạo của người thợ. Nghệ nhân Võ Tấn Tân cho biết, để sản phẩm đạt tính nghệ thuật và bền vững với thời gian, thì việc chọn xử lý tre là yếu tố quan trọng nhất. Sau khi mà tre xử lý thì bắt đầu mình sẽ chọn những cái loại tre nào, những cái bộ phận khác nhau, nó có những cái đặc điểm khác nhau, từng cái loại tre, từng cái kích thước khác nhau. Với tre thì mình có thể làm được rất là nhiều thứ khác nhau. Nó không chỉ là những cái vật dụng truyền thống mà gần như có thể biến mọi thứ được làm từ tre. Nghệ nhân Võ Tấn Tân là người được biết đến nhiều trong cả nước từ câu chuyện chế tác đồ tre. Mỗi sản phẩm làm từ tre đều mang hơi thở cuộc sống đời thường của người dân Việt Nam, có giá trị cao hơn và lan tỏa thông điệp tích cực. Không dừng lại ở xưởng tre nhỏ ven sông Hội An, những món đồ tre của nghệ nhân Võ Tấn Tân đã có mặt ở các khách sạn chuẩn quốc tế, những khu du lịch nổi tiếng và được khách toàn thế giới mang theo trên hành lý trở về quê nhà. Chúng ta cùng chuyển sang một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, tiếp tục cập nhật về trận động đất mạnh xảy ra tại Đài Loan, Trung Quốc ngày 3 tháng 4, chính quyền Đài Loan cho biết đã có 4 người thiệt mạng trong vụ động đất. Trong khi đó, theo Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương, nguy cơ sóng thần do trận động đất hiện đã không còn. Nhật Bản cùng Philippines cũng đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần. Chính quyền Đài Loan xác nhận đã có 4 người thiệt mạng tại các khu vực vùng núi và khoảng 20 người khác vẫn đang mắc kẹt trong các đống đổ nát. Hiện các công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai đang nhanh chóng được triển khai. Trong khi đó, truyền thông địa phương đưa tin có gần 100 người bị thương trong vụ động đất. Cùng ngày, Nhật Bản đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần và nối lại hoạt động tại sân bay Naha ở Okinawa. Nhà chức trách Philippines cũng có động thái tương tự, chỉ vài giờ sau khi ban bố cảnh báo cùng lệnh sơ tán người dân ở các tỉnh ven biển phía bắc nước này. Trước đó, Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho rằng nguy cơ xảy ra sóng thần đã qua. Chính phủ Trung Quốc thông báo đang theo dõi chặt chẽ tình hình và cho biết sẵn sàng hỗ trợ công tác cứu trợ thảm họa tại Đài Loan. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng khẳng định sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết đối với Đài Loan. Bộ Lao động Hàn Quốc đã công bố chỉ tiêu tiếp nhận lao động nước ngoài. Seoul cũng thông báo thời điểm tiếp nhận đơn đăng ký xin cấp phép tuyển dụng lao động lần 2 năm 2024 đối với lao động nước ngoài theo chế độ cấp phép tuyển dụng cho visa lao động phổ thông E9. Trong đợt đăng ký tuyển dụng lao động nước ngoài sắp tới, chính phủ Hàn Quốc phân bổ chỉ tiêu cho các ngành nghề cụ thể gồm gần 26.000 vị trí cho ngành nghề chế tạo, gần 5.000 vị trí cho ngành nông nghiệp, gần 4.500 vị trí cho ngành dịch vụ. Chỉ tiêu cho các ngành ngư nghiệp xây dựng và đóng tàu dao động từ 1.800 đến 2.800. Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, khách sạn khó tuyển dụng người Hàn trong thời gian qua cũng có thể đăng ký tuyển lao động người nước ngoài đợt này.
Thời gian cho các doanh nghiệp đăng ký xin cấp phép tuyển dụng là từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 tại các cơ quan quản lý tuyển dụng lao động các địa phương trên toàn Hàn Quốc. Kết quả đăng ký sẽ được công bố vào ngày 21 tháng 5 và thời gian để các lao động nước ngoài nhập cảnh dự kiến bắt đầu từ cuối tháng 7. Bên cạnh đó, Bộ Lao động Hàn Quốc cũng đang lên kế hoạch nhận đơn đăng ký tuyển dụng lao động đợt 3 và 4 lần lượt trong tháng 7 và tháng 10 năm nay. Cơ quan thống kê Liên bang Đức vừa xác nhận tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế nước này đã hạ xuống mức thấp nhất trong 3 năm qua. Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế đầu tàu của Liên minh châu Âu-EU. Cụ thể, số liệu cho thấy trong tháng 3, tỷ lệ lạm phát ở Đức tiếp tục giảm xuống còn 2,2%. Đây là mức lạm phát thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021 đến nay. Trước đó, trong tháng 1 và tháng 2, tỷ lệ này lần lượt là 2,9% và 2,5%. Trong khi đó, lạm phát cơ bản, tức là không bao gồm giá lương thực và năng lượng, của Đức dự kiến là 3,3%. Theo giới chuyên gia, lạm phát của nền kinh tế Đức đang tiếp tục giảm và có khả năng giảm xuống dưới mức mục tiêu 2% trong hè tới. Lạm phát giảm đã góp phần thúc đẩy mong muốn tiêu dùng của người dân Đức. Theo đó, chỉ số tiêu dùng những ngày đầu tháng 4 của Đức ở mức 96,09 điểm, cao hơn gần nửa điểm so với tháng trước. Đây cũng là lần tăng thứ 3 liên tiếp của chỉ số này những tháng gần đây. Hiện chính phủ Đức kỳ vọng việc Ngân hàng Trung ương châu Âu sớm cắt giảm lãi suất, qua đó tạo điều kiện tốt hơn cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với những thông tin về tình hình dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, độ ẩm từ 55 đến 88%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm từ 58 đến 88%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm từ 53 đến 85%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, độ ẩm từ 53 đến 85%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, độ ẩm từ 48 đến 95%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 39 độ, độ ẩm từ 48 đến 93%, gió nhẹ. Thị trấn Brau mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, độ ẩm từ 50 đến 93%, gió nhẹ. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Thông tin Ngày Mới đã kết thúc. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 6 giờ và 8 giờ 30 phút hàng ngày. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, địa chỉ www.qrt.vn.
Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái kính chào tạm biệt.